con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 372. Ước mơ khi còn trẻ. Hôm nay cuối tuần đừng làm bữa sáng nữa, chúng ta ăn đồ mua ngoài đi. Bố đầu nhỏ vất vả rồi, tiện thể giúp em mua một quyển tạp chí thời trang mới nhất nhé. Được thôi, không thành vấn đề. Mẹ tập về sao thế? Mau nhìn này, trong này có thông báo về cuộc thi người mẫu. Cái gì? Em muốn tham gia thi người mẫu ư? Thì sao? Không được ư? Làm người mẫu thời trang là ước mơ thời còn trẻ của em. Hơn nữa, đây là cuộc thi người mẫu thời trang cho các mẹ, rất hợp với em. Con ủng hộ mẹ tập về. Vậy anh cũng ủng hộ em tham gia để thực hiện ước mơ, được chưa? Xong rồi. Con cũng bày xong rồi. Mẹ tập về, phải đi theo đường thẳng, không được lệch đâu. Yên tâm, mẹ có thể đi theo đường thẳng mà. Không sao, luyện rồi sẽ quen, cứ từ từ sẽ được thôi. Giờ bắt đầu lên đồ thời trang của mẹ thôi. Đẹp lắm. Chuẩn bị xong chưa? Ok. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Thế nào? Đẹp lắm. Anh đã gửi ảnh cho ban tổ chức rồi. Em hãy chờ tin tốt tới nhé. Ông trời phù hộ, nhất định phải thực hiện được ước mơ thời trẻ. Sao vẫn chưa có tin tức gì nhỉ? Liệu có phải chưa nhận được ảnh của mình không? Mẹ tập về, vẫn còn một cái áo bẩn nữa. Sao vẫn chưa có kết quả nhỉ? Tới đây, tới đây. Alo, xin chào. Tôi không mua nhà, sau này đừng gọi tới nữa. Alo. Alo. Nói cho hai người nghe tin tốt, mẹ nhận được điện thoại của ban tổ chức rồi. Họ nói sao? Mẹ được chọn rồi. Hơn nữa, họ còn mời mẹ đi làm người mẫu toàn thời gian. Người mẫu toàn thời gian là gì? Tức là từ thứ hai đến chủ nhật đều phải đi biểu diễn. Nếu mẹ tập về thực sự đi làm người mẫu, có phải ngày nào cũng không ở nhà không? Vậy ai lo cho chúng ta? Đúng thế, chúng ta chẳng có cơm canh nóng sốt mà ăn nữa. Con không muốn mẹ đi đâu. Vậy chúng ta có thể...
Giày cao gót của mình đâu nhỉ? Con đồ to, nhìn thấy giày cao gót của mẹ không? Con, mẹ tập về đừng đi, ở nhà không thể thiếu mẹ được. Ây da, đang yên đang lành khóc cái gì? Con đồ to sợ em đi làm người mẫu rồi sẽ không có thời gian ở cùng hai bố con nữa. Em có nói là đi làm người mẫu đâu. Thế giờ em chỉ là hẹn đi dạo phố với mẹ đám mây thôi mà. Không phải em đi làm người mẫu sao? Cái đó à, em đã từ chối họ rồi. Đó không phải là ước mơ của mẹ sao? Đúng thế, đó là ước mơ của mẹ. Có điều, đó là ước mơ khi còn trẻ thôi. Giờ ước mơ của mẹ đã thay đổi rồi. Vậy ước mơ hiện giờ của mẹ tập về là gì? Ước mơ hiện giờ của mẹ chính là làm một người mẹ tốt. Mẹ đã làm được rồi. Vật cưng đáng yêu. Anh đẹp trai, có chuyện gì vậy? Sao anh lại không vui? Gần đây việc làm ăn của cửa hàng không tốt, chẳng còn ai thích các con vật nhỏ nữa. Em thích, tình cảm giữa em và Bỗng Gạo rất tốt. Nếu có nhiều người yêu thích động vật nhỏ giống như em thì tốt rồi. Em cũng thích động vật nhỏ. Bọn em có thể vào chơi với các bạn động vật nhỏ không? Anh đẹp trai, được thôi, dù sao cũng không có khách. Mời vào. Được rồi, đừng có kêu nữa. Yên lặng một chút. Chết rồi, không được ra ngoài. Mau quay lại. Đừng chạy. Cậu đẹp trai, mau quản lũ chó nhà cậu đi, nếu không thì trả tôi tiền bánh bao. Tôi không thể tới đó được. Kẹo bông, Tiểu Minh, mau Dung Dung, Thang Nguyên, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Trước tiên đem hết lũ cún con về cửa hàng vật nuôi. Giờ thì ổn rồi. Cắn hỏng hết rau của tôi rồi. Đám thú cưng này rắc rối quá. Đúng thế, làm đổ cả lồng hấp bánh của tôi. Cả bánh bao của tôi cũng bị cướp mất. Tôi thấy đám vật nuôi này nguy hiểm quá. Xin đừng trách anh đẹp trai, cũng đừng trách các con vật nhỏ. Là do bọn cháu không tốt. Cháu xin hứa, bọn cháu sẽ huấn luyện vật nuôi thật tốt, đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối nữa. Đồ to, vậy có được không? Không thành vấn đề. Đợi chúng ta huấn luyện xong rồi, có thể tổ chức một đại hội vật nuôi. Để mọi người thấy được động vật nhỏ đáng yêu thế nào thì sẽ không tức giận nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Ồ, chú thỏ con này đáng yêu quá. Con đồ to, con lấy ở đâu ra thế? Bọn con đã hứa với anh đẹp trai, mỗi người huấn luyện một con vật nhỏ. Mấy hôm nữa sẽ tổ chức đại hội động vật. Cho bố ôm cái nào. Thảo con đáng yêu đừng sợ. Xuống đây đi, mình sẽ đỡ cậu. Thảo con ngoan ngoãn, mau xuống đây nào. Thảo con, đây là cà rốt mà cậu thích ăn nhất. Cậu xuống đây, mình sẽ cho cậu ăn, được không? Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người lại làm nhà cửa bừa bãi rồi. Yeah.
Bảo con, đừng sợ, mình tới cứu cậu. Đừng vội, con nhìn nó nhé. Bố đi lấy kéo. Này, ăn đi. Mẹ tập về. Sao mẹ biết cách dỗ thỏ con giỏi vậy? Đương nhiên rồi, lúc nhỏ mẹ từng nuôi hai chú thỏ trắng. Nuôi thỏ quan trọng nhất là để chúng cảm thấy an toàn. Hơn nữa, thỏ cũng thích ăn rau củ nhất. Có mẹ tập về giúp con huấn luyện thỏ. Ở đại hội động vật, nhất định con sẽ đứng thứ nhất. Chào mọi người, đại hội động vật hôm nay mong mọi người đều yêu thích các con vật nhỏ của nhà anh đẹp trai. Thích lắm, cậu đẹp trai, tôi thích con vật nhỏ này. Hôm nay bán luôn cho tôi nhé. Rồi con tìm được nhà mới, đương nhiên là tốt rồi. Người đâu? Cậu đẹp trai, quản lý đàn chó nhà cậu đi. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.